Cô sẽ share trên màn hình nội dung của chương thứ 3. Chương thứ 3 mà cô tiếp tục trao đổi với các em thì nó có tên là kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Và mục tiêu của cái chương này ấy, thì nó giúp cho các em có cái hệ thống về thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Đối với cái chương trình của ACCA thì cái kiến thức về thuế và kế toán thuế nó nằm trong môn F6. Và ở đó thì người ta cũng kiểm tra liên quan đến thuế của Việt Nam. Chương trình ICAW thì có trong cái môn thuế của nó. Và ở đó thì người người thi có được được phép là lựa chọn là thi thuế của Úc và thi thuế của Việt Nam. Đấy, và như vậy các bạn sẽ thấy rằng là các cái nội dung mà liên quan đến cái phần kế toán thuế cô giảng ở đây nó cũng sẽ gắn kết với những cái môn học trong cái chứng chỉ hành nghề. Thế thì cái mục tiêu đầu tiên trong cái chương này là giúp các em hiểu được các cái bản chất và biết cách được hệ thống hóa lại cái kiến thức về về thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó thì các em nắm vững được cái quy trình kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại một cái doanh nghiệp cụ thể. Tại một cái doanh nghiệp cụ thể thì cái quá trình kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì cô có dựa trên hai cái lịch trình. Đó là một cái là một cái bài tập để cô hướng dẫn các em thực hành, và cái thứ hai là nằm trọn vẹn trong cái bài tập lớn mà cô đã chuyển giao cho lớp rồi. Mục tiêu thứ ba là sau khi mà các em nắm được các kiến thức về thuế thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về các nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó thì các em sẽ phân biệt được các cái khái niệm rất là lạ, ví dụ như là chênh lệch tạm thời. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, chênh lệch tạm thời phải chịu thuế, rồi là tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, hoặc là thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả. Đó thì có rất là nhiều cái khái niệm nó mới như vậy, và nguyên nhân từ đâu mà lại có những cái khái niệm như thế, nguyên đâu từ từ đâu mà lại có những cái chênh lệch giữa kế toán và thuế thì các em sẽ được tìm hiểu trong cái nội dung của chương chương thứ ba. Và đồng thời với việc là trao đổi các em các cái lý thuyết về thuế cũng như là các cái nguyên tắc trong cái quy định của kế toán thì mong muốn là giúp các em xây dựng cho các em một cái khả năng vận dụng được cái kiến thức học để có thể xử lý thành thạo các cái tình huống phát sinh liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp tại tại doanh nghiệp trong các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Thì đấy chính là cái mục tiêu của môn học này. Và trên cơ sở cái mục tiêu như vậy thì cái tài liệu để đọc cho cái chương số 3 sẽ gồm có slide bài giảng, có giáo trình, và hơn nữa là nó sẽ có hệ thống văn bản pháp quy. Đó. Thế thì cái hệ thống văn bản pháp quy thì cô có liệt kê lần lượt trong tài liệu chuyển cho các em, và trong đó thì cô có bôi đỏ một cái văn bản có cái giá trị gần nhất, hiện hành nhất hiện nay. Đó là cái văn bản hợp nhất số 14 ban hành năm 2020. Nó liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Văn bản số 14 liên quan đến thuế giá trị gia tăng, nó cùng số nhé, nhưng mà nó khác năm và nó liên quan đến đến nội dung khác nhau. Cho nên là các em sẽ thấy chúng ta có thêm một cái văn bản nữa cần phải đọc. Đó là văn bản hợp nhất số 14 liên quan đến đến thuế thuế thu nhập doanh nghiệp nhé. Và tính đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã có rất là nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Ví dụ cụ thể trên cái màn hình cô đang để thì các em nhìn thấy là có ba cái luật thuế nó liên quan đến đến việc điều chỉnh thôi chứ không hề thay thế. Và kèm dưới đó là gì ạ? Là có cái nghị định số 218 này, nghị định 91, nghị định 12. Đó, và sau đấy là hệ thống thông tư số 78 119. Đó, rồi là 151 và thông tư 9 ạ, 96. Như vậy có bốn cái thông tư và cái ba cái nghị định để mà hướng dẫn ba cái luật, thì hợp nhất tất cả những cái nội dung đấy lại, nó nằm trọn vẹn trong cái văn bản số 10, trong văn bản số 14. Các em khi khi mà học các cái nội dung liên quan đến thuế và kế toán thuế thì chúng ta thấy rằng là thường thì chúng ta mong muốn được cập nhật được cái văn bản có giá trị gần nhất, bởi vì nó có cái tính giá trị hiệu lực, đúng không ạ? Thế thì trong các cái danh mục tài liệu mà cô gửi cho các em ấy, thì có thể sau này các em ra trường đi làm nó có thể có thay đổi, thì các em cập nhật thêm vào đó.
và các em sau này các em nốt nó thành một cái thư viện của mình, thì cái văn bản gì nó không còn hiệu lực nữa thì các em mở nó ra là không còn hiệu lực, và các em cập nhật tiếp theo các cái danh mục tài liệu mà nó còn có hiệu lực để mà chúng ta khi mà chúng ta check thì chúng ta có thể kiểm tra nhanh được. À, giống như là buổi hôm qua thì cô gặp có gặp một cái bạn sinh viên gửi 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 mail và nói với cô rằng là cô ơi, có đọc tham khảo cái vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng và trong đó là liên quan đến hóa đơn, thì hầu hết là em thấy người ta dựa trên cái thông tư 156 của năm 2013 để mà trả lời những cái câu hỏi đó, nhưng mà em biết rằng là cái thông tư này hết hiệu lực rồi, thế thì bây giờ em có thể sử dụng cái văn bản nào được không? Thế thì sau đó thì cô có gửi lại cho bạn ý một cái tài liệu, một cái văn bản, đấy là cái danh mục tài liệu về văn bản thuế cũng như là gửi vào trong Word Class cho các em ấy. Và cô có nốt cho bạn ấy nói rằng là cái thông tư 156 nó liên quan đến việc hướng dẫn chi tiết luật quản lý thuế cũ. Và hiện tại thì luật quản lý thuế mới đã thay thế cho luật quản lý thuế cũ, đó là luật quản lý thuế số 38. Dưới luật thì nó có nghị định 123 nhưng mà thông tư hướng dẫn thì nó chưa có. Và như vậy muốn trả lời những cái câu hỏi của bạn thì bạn sẽ phải đọc trong luật số 38 và nghị định 123. Còn bạn muốn chi tiết hơn nữa thì bạn phải đợi đến cái thông tư hướng dẫn của luật quản lý thuế mới này. Đó, và các em thấy rằng là rõ ràng những cái kiến thức rất là đơn giản như vậy, những cái nhu cầu thông tin nó mình cần như vậy trên thực tế nó hoàn toàn mình rất là cần. Thì các em cố gắng làm sao tự xây dựng cho mình những cái nguồn tài liệu, những cái thư viện tài liệu hoặc là những cái nốt, những cái thông tin mà nó mang tính chất là sắp xếp và có trình tự thì nó sẽ giúp ích cho em, các em trong cái việc tìm kiếm thông tin để trả lời. Như vậy chốt nhá là dùng cho cô cái văn bản hợp nhất số 14 này. Thế thì với cái mong muốn và cái mục đích như vậy thì cụ thể trong cái nội dung của chương 3 này thì cô sẽ trao đổi với các em 4 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái kiến thức chung về thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và chúng ta sẽ có một buổi thực hành về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái phần buổi thực hành này nó dựa trên cái quan điểm là cô khái quát lại tất cả những cái nội dung mà cô sẽ gửi cho các em khoảng 4 cái clip liên quan đến hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng cục Thuế. Tổng cục thuế. Riêng với thuế thu nhập doanh nghiệp thì Tổng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh họ có 4 cái clip mà cô đọc và cô nghe và theo dõi rất rất là chi tiết rồi. Cho nên là cô sẽ gửi cho các em lần lượt để các em xem, và như vậy thì trong cái buổi thực hành về thuế thu nhập doanh nghiệp cô sẽ chỉ tổng kết lại một số những cái vấn đề lưu ý thôi, chứ không hướng dẫn một cách rất là chi tiết, bởi vì như vậy chúng ta không có thời gian. Hơn nữa là các em sẽ vận dụng nó trong cái quá trình làm bài tập lớn, cho nên là các cái thao tác này các em sẽ gặp phải trong bài cái tập lớn, và những cái khó khăn thì các em có thể trao đổi riêng với cô, còn lại các em có thể theo dõi các cái clip, các cái hướng dẫn về cái việc hướng dẫn thực hành thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái nội dung thứ tư mà cô cũng muốn trao đổi với các em đấy là sau khi các em có được kiến thức về thuế, có được kiến thức về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta có thể tìm hiểu và tổng quát lại những cái sai phạm và gian lận có thể có trong thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi giảng thuế giá trị gia tăng thì cô cũng có trao đổi các em những cái sai phạm có thể gặp phải và những cái rủi ro có thể gặp phải về thuế giá trị gia tăng rồi. Thì cũng tương tự như vậy, cô muốn tổng kết lại với cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì có những cái sai phạm và gian lận gì để em các em có thể gì ạ? Thì biết được. Thì đấy chính là cái nội dung trong gì ạ? Trong vòng 3 buổi, một cái chương thuế thu nhập doanh nghiệp này cô sẽ dạy các em trong vòng 3 buổi. Chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên là những cái vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Kem hình dung lại cái cách mà kem đọc cái văn bản hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là cách nghe cô giảng cái nội dung thứ nhất này hoàn toàn giống với thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là bản thân các em sẽ phải trả lời được những cái câu hỏi thế nào là thuế thu nhập doanh nghiệp và làm thế nào để chúng ta tính được cái thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì có những cái thu nhập gì là cái thu nhập tiến hành tính thuế, những thu nhập nào là thu nhập không tính thuế hay là thu nhập gì ạ? Thu nhập miễn thuế. Đó, và trong cái quá trình mà chúng ta kê khai, chúng ta lập các cái báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp thì những cái quy định về thời gian, quy định về 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 thủ tục hiện nay theo văn bản pháp quy của pháp luật nó là những cái văn bản, nó là những cái quy định nào. Đó, thì đấy là những 4 cái câu hỏi mà các em sẽ phải trả lời được trong cái phần thứ nhất này. Thế thì toàn bộ những cái câu hỏi mà liên quan đến thời gian kê khai hoặc là liên quan đến cái hồ sơ thủ tục về thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, nó sẽ nằm trọn vẹn trong cái văn bản
là luật quản lý thuế số 38. Cho nên cô luôn luôn yêu cầu các em phải đọc cái văn bản đó. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là trong cái thuế giá trị gia tăng thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là thời gian để tiến hành kê khai thuế giá trị gia tăng nó sẽ là theo quý hoặc là theo tháng. Và trên cơ sở như vậy thì việc chúng ta nộp cái hồ sơ khai thuế theo tháng sẽ là chậm nhất của ngày 20 tháng sau, và theo quý sẽ là ngày cuối cùng của tháng kế tiếp trong quý sau. Và đấy cũng là thời gian chậm nhất để chúng ta nộp các khoản thuế phát sinh. Thế thì còn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian kê khai là lúc nào? Đúng không ạ? Các em đọc đã, các em sẽ rút ra rằng là nó sẽ là gì ạ? Là kê là tạm tính tạm nộp thuế. Mỗi một quý thì nó không phải kê khai, nó chỉ tạm nộp thuế theo quý thôi. Như vậy thì nó sẽ không có những cái hồ sơ đi kèm khi mà chúng ta tiến hành tạm nộp, mà chúng ta sẽ chuyển tiền từ ngân hàng hoặc chúng ta nộp tiền mặt vào vào kho bạc với cái chương mục khoản loại của thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ duy nhất có một cái chứng từ, đấy là chúng ta phải viết ủy nhiệm chi hoặc là chúng ta sẽ viết giấy nộp tiền, giấy nộp tiền, chứ chúng ta không có cái tờ khai thuế giá trị gia tăng như như cái hướng dẫn của cô ở chương trước, để mà cứ hàng tháng hoặc quý chúng ta phải nộp kèm. Thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ quyết toán theo năm. Và như vậy thì đến cuối năm, trong cái hồ sơ kê khai thuế, người ta gọi là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta sẽ lập các cái biểu mẫu, và chúng ta sẽ tính toán lại tất cả những cái nghĩa vụ thuế còn lại ở thời điểm cuối năm, sau đó sẽ tiến hành nộp thuế. Vậy thì cái thời gian chúng ta nộp cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu của năm sau? Bởi vì chúng ta phải đợi kết thúc một kỳ, đúng không ạ? Thì chúng ta mới tiến hành tổng hợp lại các cái kết quả của năm trước và tiến hành lập các cái bảng kê của cái báo cáo của năm sau. Như vậy thời gian để nộp cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này nó sẽ là ngày 20 của tháng sau ở năm sau, hay nó sẽ là ngày cuối cùng trong trong tháng 3 của năm sau? Đó, như vậy các em sẽ phải cần nốt cho cô những cái thông tin như vậy, và các em chịu khó đọc cho cô trong cái luật quản lý thuế cái thời hiệu của thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, thì cô sẽ chốt lại với các em trong cái buổi hướng dẫn thực hành khi các em đã có cái sự tìm hiểu trong luật quản lý thuế. Và các em thấy rồi là trong vòng 10 phút vừa rồi thì cô đã có một số cái câu hỏi của các em. Cô tin chắc rằng là trong đấy có những cái câu hỏi các em chưa thể trả lời được, mà thực chất tất cả những cái câu hỏi đó là cô đều lấy từ luật quản lý thuế. Và đấy là những cái câu hỏi mà bản thân những người làm về kế toán thuế là chúng ta luôn luôn có những cái suy nghĩ như vậy. Và với những cái suy nghĩ như vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải tìm hiểu thông tin và chúng ta thu thập cái thông tin cho mình. Thì cũng về nhà chịu khó đọc lại luật quản lý thuế và trả lời cho cô những cái câu hỏi mà buổi hôm nay cô đã gửi. Và cô sẽ không khóa nó, cô cũng sẽ để nguyên đấy, và cô để cho các em có thể làm lại được nhiều lần. Thì các em có thể đọc rồi các em trả lời những câu hỏi như vậy và các em sẽ nhớ hơn về vấn đề về luật quản lý thuế. Chúng ta sẽ vào cái nội dung thứ nhất của phần tổng quan về thuế. Đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu các cái khái niệm và liên quan đến đặc điểm, khái niệm và đặc điểm về về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đúng không ạ? Thế thì trong cái chương đầu tiên khi mà trao đổi về các cái yếu tố hình thành một cái sắc thuế thì cô có nói đến tên gọi. Và cái tên gọi của một cái sắc thuế khi mình đọc á, nó sẽ bao quát được những cái nội dung mà cái sắc thuế đó điều chỉnh. Cho nên khi các em đọc cái tên gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta có thể hình tượng rằng là đây là một cái loại thuế mà nó sẽ quy định các cái nội dung liên quan đến cái thuế dựa trên thu nhập của một doanh nghiệp. Chúng ta đọc cái tên thôi là các em có thể hình dung ra được cái điều đó, đúng không ạ? Thì dựa trên cái thu nhập của doanh nghiệp ấy, thì chúng ta lại phân vân rằng là thế thì cái thu nhập nào của doanh nghiệp sẽ phải tính thuế và thu nhập nào thì không tính thuế. Cho nên nó sẽ hình thành một cái cụm từ là thu nhập tính thuế ở đây. Đó là một loại thuế mà người ta tính trên thu nhập chịu thuế. Như vậy thì đối tượng tính thuế là tất cả những cái khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Đó. Và như thế nào là một cái khoản thu nhập chịu thuế thì các em có thể search lại và đọc lại cho cô trong luật quản lý thuế. Người ta sẽ diễn giải rất là chi tiết rằng ở một cái doanh nghiệp thì nó có thể có những khoản thu nhập gì và những cái thu nhập nào là cái thu nhập tham gia cái việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì lúc đó các em có thể đọc chi tiết và mở rộng hơn. Thì ở trong cái lý thuyết đây cô chỉ chốt một câu là gì ạ? Nó sẽ dựa trên cái thu nhập gì ạ? Thu nhập chịu thuế, đúng không ạ? Và cái thu nhập chịu thuế này là tính trong khoảng thời gian nào? Đó, thì đây là một cái loại thuế mà người ta dựa trên cái kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Và các em biết rằng là đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ấy, thì chúng ta xác định nó dựa trên một khoảng thời gian cụ thể. Với quan điểm kế toán thì đó là một kỳ kế toán, đúng không ạ?
Một kỳ kế toán nó có thể là một là 12 tháng theo năm dương lịch, hoặc là có thể theo cái vòng quay của một cái chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thế nhưng đối với luật thì cái kỳ tính thuế ở đây sẽ là một năm tài chính, và nó sẽ tương đương với gì ạ? Tương đương với 10 12 tháng. Như vậy người ta sẽ tính cho 12 tháng, trong 12 tháng thì doanh nghiệp có tổng cái thu nhập chịu thuế là bao nhiêu, và trên cơ sở cái thu nhập chịu thuế đó thì người ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì các em sẽ hiểu được đấy chính là cái khái niệm về về thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Thế thì cùng với cái khái niệm này thì bây giờ các em lại suy luận lại với cái kiến thức cô đã giảng ở chương chương 1 đó. Thì các em thấy rằng đây là một loại thuế trực thu. Đó, trong cái quá trình mà trao đổi với các em rằng là cái thông lệ hiện nay khi người ta ban hành các cái sắc thuế dựa trên cái đối tượng tính thuế thì có ba nhóm là giá trị của hàng hóa dịch vụ, cái thứ hai là giá trị của các khoản thu nhập, và cái thứ ba là giá trị của tài sản. Thế thì chúng ta tính thuế trên cái thu nhập của doanh nghiệp, nó được xếp vào cái nhóm thuế gọi là thuế trực gì ạ? Trực thu, hoặc là kem dựa vào cái đối tượng tính thuế thì ở đây nó sẽ được tính trực tiếp trên thu nhập. Và chúng ta nhìn thấy rằng cái đặc điểm của việc tính thuế trực tiếp trên thu nhập ấy, nó chỉ ra cái đối tượng có thu nhập sẽ là đối tượng tiến hành kê khai và nộp thuế. Như vậy thì cái người chịu thuế thu nhập và cái người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ trùng nhau, nó trùng nhau, và người ta có thể nói rằng là cơ quan thuế sẽ trực tiếp thu được từ cái đối tượng nộp thuế đó chính là cái người chịu thuế thu nhập. Thì ở đấy nó sẽ có cái đặc tính của thuế tiện, thuế trực thu. Khoản thuế này dựa trên thu nhập chịu thuế trong một kỳ, và sau khi mà cô sẽ giới thiệu cái cách thức để chúng ta tính được thuế thì các em sẽ nhìn thấy rất rõ nó sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì để ra được cái thu nhập chịu thuế thì người ta sẽ căn cứ dựa trên doanh thu và chi phí, doanh thu và chi phí theo quan điểm của luật thuế để người ta xác định ra được cái thu nhập chịu thuế. Đó. Như vậy nó phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đúng không? Vậy thì khi cái kết quả kinh doanh này mà càng cao á, thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp nộp sẽ càng lớn, và ngược lại, và ngược lại. Nó sẽ xảy ra một cái tình huống là nếu như trong trường hợp cái kết quả kinh doanh của chúng ta, hay còn gọi là cái thu nhập chịu thuế, nó nhỏ hơn hoặc bằng không thì có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Đó. Thì các em sẽ nhìn thấy rằng là cái việc mà ra được cái thu nhập chịu thuế nhỏ hơn hoặc bằng không á, thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp các em tính khi mà nhân về thuế suất nó sẽ là số âm. Nó sẽ là số âm. Và như vậy thì với cái số âm này người ta nói rằng là cái số thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây tôi còn đang bị âm cơ. Và âm như vậy thì cơ quan thuế sẽ phải trả lại cho tôi cái tiền thuế, bởi vì hoạt động của tôi không tốt, cho nên là tôi không có cái nghĩa vụ phải trả về thuế ở đây. Thế thì tôi có nghĩa vụ phải thu về thuế không? Bởi vì khi mà thuế của tôi dương, khi mà cái kết quả kinh doanh của tôi dương thì tôi phải nộp thêm thuế. Vậy thì khi mà kết quả của tôi không tốt thì liệu tôi có được hỗ trợ tiền thuế từ ngân sách nhà nước hay không? Đó. Thì trong các cái quy định về luật thuế hiện hành, các em sẽ nhìn thấy rất là rõ rằng là các cái chiều hướng mà liên quan đến hỗ trợ bằng cách là trả lại tiền thuế là nó không có. Nó không có. Và thay vì việc như vậy thì người ta sẽ cho phép có những cái việc khấu trừ, hoặc là cái việc mà chuyển sang tính giảm cái số thuế phải nộp cho những cái kỳ sau. Thì đối với cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà bị lỗ thì cái khoản lỗ của doanh nghiệp đó sẽ được chuyển sang những năm sau để trừ bớt vào cái thu nhập chịu thuế của năm đó. Và như vậy người ta sẽ có một cái quy định là kết chuyển lỗ trong vòng 5 năm, tối đa trong vòng 5 năm để mà gì ạ? Để mà tính các cái xác định các cái thu nhập chịu thuế của năm sau. Thì đấy cũng chính là một cái sự ưu đãi của gì ạ? Của cái quy định về luật thuế rồi. Em thấy rằng người ta cho phép các doanh nghiệp đã sẽ lấy cái kết quả kinh doanh dương và trừ đi cái kết quả lỗ để mà xác định ra được cái thu nhập cho những gì ạ? Cho những năm sau. Đây là một cái loại thuế mà các em nhìn thấy rằng là nếu như chúng ta xem xét ở đến các cái công ty cổ phần ấy, các công ty cổ phần thì nó chính là cái kết quả của rất nhiều chủ sở hữu. Sau một cái kỳ kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh đó nó sẽ thuộc về các cái cổ đông của công ty, và cái kết quả kinh doanh đấy thì nó được dùng để trả các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó thì tiến hành phân chia các cái quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông. Thế thì các cái cổ đông mà khi nhận được cái thu nhập từ doanh nghiệp thì nó là dòng thu nhập của cá nhân, và các khoản thu nhập của cá nhân thì nó tham gia việc chịu thuế một loại thuế, đó là thuế thu nhập cá nhân. Cho nên đây là một loại thuế các em sẽ nhìn thấy là nó được khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân, có nghĩa là nó được tính trước cái thuế thu nhập cá nhân rồi,
Đó, và nó được trừ vào trong cái kết quả, cái thu nhập, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, người ta gọi là lợi nhuận sau thuế. Chúng ta đã nộp tất cả thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta còn lại lợi nhuận sau thuế, lúc này chúng ta bắt đầu mới phân chia các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông. Cái phần thu nhập sau thuế đấy lại trở thành thu nhập của cá nhân và nó sẽ tham gia cái việc tính thuế thu nhập cá nhân. Cho nên các em nhìn thấy cái đặc điểm thứ hai, nó là một loại thuế khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân. Vừa rồi cô đã trao đổi các em xong được cái khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp này và xong được ba cái đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp. Các em có hỏi gì trong cái slide này không ạ? Các bạn có hỏi gì không? Ok nhá. Như vậy các em thấy rằng là khi mà cô giảng đến một cái loại thuế thứ hai đấy, các em so sánh luôn với cái thuế giá trị gia tăng. Nó dựa trên cái giá trị của hàng hóa dịch vụ á, là các em thấy các đặc điểm rất là khác nhau. Cái thuế giá trị gia tăng thì kết quả để tính được nó thì chúng ta dựa trên giá trị của hàng hóa dịch vụ, cái giá trị tăng thêm, đúng không ạ? Và cái đối tượng chịu thuế với cái đối tượng nộp thuế là tách biệt. Cho nên là cái đối tượng nộp thuế họ sẽ thu cái tiền thuế cùng với tiền hàng trong cái quá trình cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Nhưng đối với loại thuế này, đó thì nó dựa trên kết quả của thu nhập chính doanh nghiệp đấy. Và bản thân doanh nghiệp đấy tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên cái thu nhập chịu thuế mình xác định theo các văn bản pháp quy của thuế. Mình là đối tượng nộp thuế, phải nộp thuế và cũng là đối tượng chịu thuế. Cũng là các đối tượng chịu thuế. Bây giờ các em chuyển sang cái vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào phần đối tượng nộp thuế. Đó, đối tượng nộp thuế. Thì cái đối tượng nộp thuế cũng chính là cái đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ? Thì đó là cái đối tượng mà nó tham gia cái quá trình hoạt động kinh doanh. Hay nói cách khác thì đấy chính là doanh nghiệp. Cái cụm từ doanh nghiệp ở đây thì cô để nó rất là chung và lớn. Nó ám chỉ là các cái tổ chức, các cái đơn vị, các cái công ty, các cái doanh nghiệp mà về mặt hình thức nó có thể tên gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn này, hoặc là công ty cổ phần này, hoặc là doanh nghiệp tư nhân này, đó, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có nghĩa là có cái tên của nó có thể là gì ạ, là khác nhau nhưng mà nó đều được lập chung theo luật doanh nghiệp và cô gọi chung đấy là gì ạ, đấy là doanh nghiệp nhỉ. Đấy là các cái đối tượng mà nó có thể không thành lập theo luật doanh nghiệp nhưng mà theo các cái quy định của pháp luật, ví dụ như là thành lập là luật hợp tác xã. Luật hợp tác xã. Ví dụ theo luật hợp tác xã thì các cái quỹ tín dụng nhân dân hiện nay nó là một cái tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã và đối tượng này cũng sẽ có thu nhập từ những cái khoản cho vay. Cho nên là nó cũng sẽ phải có được các khoản thu nhập và nó phải tham gia cái việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Hoặc là các cái doanh nghiệp tổ chức mà thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài, nó không thành lập theo luật của Việt Nam, nó thành lập ở nước ngoài nhưng mà nó lại có cơ sở thường trú của Việt Nam và nó có phát sinh cái dòng thu nhập ở Việt Nam thì lúc này nó sẽ tham gia nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho nên cái khái niệm doanh nghiệp ở đây nó bao gồm là gì ạ? Là năm cái yếu tố chi tiết theo quy định của luật mà cô để trong slide rồi thì các em cũng có thể đọc diễn giải lần lượt từng cái đối tượng cụ thể. Chúng ta sẽ có một cái tình huống số 1. Đấy, tình huống số 1 này. Thì trong cái tình huống này cô có đề cập đến một cái cơ sở giáo dục. Cụ thể tên gọi của nó là cơ sở giáo dục mùng 3 tháng 2 thành lập ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và mục đích kinh doanh của nó là dạy nghề cho các đối tượng tệ nạn xã hội. Câu hỏi của cô đặt ra là gì ạ? Cơ sở có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu hàng năm có một khoản thu nhập từ bán sản phẩm do học viên tạo ra. Các em biết rằng là đối với các cơ sở về giáo dục, các cái đơn vị mà đầu tư trong giáo dục ấy, thì nó cũng sẽ có thu nhập, đúng không ạ? Và cái thu nhập đấy của nó sẽ liên quan từ phí tiền học của học viên. Ngoài cái phí tiền học viên thì bản thân những cái thu nhập từ việc người ta bán những cái sản phẩm do cái học viên tạo ra. Các em có thể tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến đào tạo nghề cho các cái đối tượng tệ nạn xã hội ấy. Kể cả những cái người mà đang chịu án thi hành án trong tù, người ta cũng được học đào tạo nghề và người ta cũng có những cái sản phẩm do chính mình làm ra. Thế thì các cái cơ sở quản lý này ấy, thì họ có thể bán những cái sản phẩm như vậy và họ có được cái khoản thu nhập. Thế thì những cái khoản thu nhập từ bán sản phẩm do học viên tạo ra có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Cô dành thời gian cho các em trả lời câu hỏi này là 5 phút và muốn trả lời được thì chỉ cần đọc cho cô trong cái mục liên quan đến đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
5 phút nhé. Cô đã nhìn thấy rất là nhiều cánh tay giơ lên và cô muốn nghe ý kiến của bạn Nguyễn Phương Anh.
Em đưa cô là đối với cả trường hợp này thì cơ sở không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Tại vì em căn cứ vào khoản 5 điều 4 của văn bản hợp nhất số 14 về luật thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Thì thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành cho những đối tượng tệ nạn xã hội thì sẽ được miễn thuế ạ. Và như vậy thì đúng là theo quy định của luật là nó sẽ được miễn thuế rồi đúng không ạ? Và nếu như giả sử sau này mà kem cần có check ấy, thì kem chỉ đọc văn bản hợp nhất để mình biết thôi. Và em phải quay trở lại trả lời cho cô theo luật. Có nghĩa là em phải lấy văn bản pháp quy theo luật, nghị định hoặc thông tư nhé. Và đấy là câu trả lời đúng rồi. Câu trả lời đúng. Cảm ơn các em. Và như vậy chúng ta xong được cái tình huống số 1. Khi mà các em nắm được những cái nội dung như vậy thì nó sẽ giúp ích cho các em trong một cái công việc kế toán như thế này. Mình đến một cái doanh nghiệp nào đó và mình có một cái vai trò là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị đó. Thế bây giờ trong tổng cái thu nhập mà doanh nghiệp đấy đang ghi chép ở trên sổ kế toán chính là cái chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đấy các em. Đúng không ạ? Thì chính là cái các cái khoản thu nhập, hoặc các em có thể dựa vào cái chỉ tiêu doanh thu đấy ạ. Thì nó sẽ cho chúng ta biết được là cái tổng cái thu nhập mà doanh nghiệp đấy đang ghi chép là bao nhiêu. Thì mình sẽ phải rà lại. Mình sẽ phải rà toàn bộ cái hệ thống sổ sách lại để nhặt ra trong những khoản thu nhập có những khoản thu nhập miễn thuế. Và từ đó thì các em sẽ nhìn thấy có một, nó sẽ phát sinh ra được rằng là cái lợi nhuận của kế toán này. Cô đánh ở phần dưới đấy ạ. Nó sẽ khác với cả thu nhập tính thuế. Nó sẽ khác với thu nhập tính thuế bởi nó sẽ có một cái nguyên nhân thứ nhất là có rất là nhiều khoản thu nhập không, có những khoản thu nhập nằm trong diện thu nhập miễn thuế hoặc là thu nhập không chịu thuế. Được chưa? Và như vậy đấy, đấy chính là một trong những nguyên nhân mà cô và Kem đã giải đáp được rằng là tại sao lại có chênh lệch giữa kế toán và thuế. Đó. Thì biểu hiện của nó chính là có những khoản thu nhập trong 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 thu nhập của doanh nghiệp. Kế toán vẫn ghi nhận đấy là doanh thu, là thu nhập. Nhưng mà với cái quan điểm của luật thuế thì cái khoản thu nhập này sẽ không phải tiến hành tính thuế. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ hai này nó dựa trên một cái quan điểm là gì ạ? Là cô muốn các em đánh giá xem rằng là cái việc xử lý của cơ quan thuế như trên là đúng hay sai. Bởi vì nhiều khi cãi. Ôi dồi, ngày xưa bản thân khi mà cô mà tiếp đón cái đoàn thanh tra thuế, cô cũng cãi rất là ác, làm sao cứ bảo vệ cho mình thật đúng. Và các anh chị của trường mình cũng nói với cô rằng ôi bọn em cãi ác lắm. Thế nhưng mình cãi, cãi phải có cơ sở lý lẽ. Mà mình cũng phải nhìn nhận xem rằng cái quyết định của người ta là đúng hay sai để mình đưa ra được cái căn cứ, đúng không ạ? Thế thì có một cái công ty nó được thành lập và nó cái số vốn ban đầu của nó là do các thành viên góp vốn. Thứ nhất là cái ông Nguyễn Thế Sơn này thì ông có góp một cái phân xưởng sản xuất, và cái phân xưởng sản xuất đó thì nó có cả nhà và trên quyền sử dụng đất với cái diện tích là 1.000 m², và rõ ràng nó là tên sở hữu của ông ấy rồi. Thì ông bắt đầu ông góp. Thế thì khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì cơ quan thuế bóc, trong trong cái khái niệm của cơ quan thuế người ta dùng cái từ cụm từ là bóc toàn bộ chi phí ra. Còn ở đây thì cô dùng cái cụm từ là gì ạ? Là nó không tính cái khoản chi phí khấu hao của tài sản này vào cái chi phí tính thuế. Cái chi phí tính thuế thì theo quan điểm của thuế người ta gọi là chi phí hợp lý. Cho nên các em sẽ có thể có nhiều cái cụm từ. Cái chi phí theo quan điểm của thuế nhé, người ta sẽ dùng cụm từ là chi phí hợp lý, hay là những cái khoản chi phí được phép tính thuế, hoặc là những khoản chi phí được phép trừ vào cái doanh thu để mà ra được cái thu nhập tính thuế. Thế còn với quan điểm của kế toán thì khái niệm chi phí là gì? Là toàn bộ cái lợi ích kinh tế mà chúng ta bị mất đi, chúng ta bỏ ra trong một kỳ kế toán, và nó dựa trên những cái dòng giao dịch cụ thể tại doanh nghiệp với những cái chứng từ kế toán có liên quan. Thế nhưng khi mà chúng ta tham chiếu sang cái chi phí theo luật thuế thì nó sẽ ràng buộc bởi cái yếu tố liên quan đến hóa đơn hợp pháp. Nó sẽ bao gồm những cái nội dung quy định theo luật. Thế là ở đây người ta mới giải quyết rằng là cái trường hợp này, cái chi phí khấu hao anh đã ghi nhận vào 627 hay là 641, 642 rồi. Và như vậy cái lợi nhuận kế toán của anh được trừ đi cái chi phí này rồi. Nhưng mà khi tôi tính cái thu nhập chịu thuế thì tôi sẽ không tính, không trừ cái chi phí khấu hao. Đó, thế thì dẫn đến cô đặt ra câu hỏi là việc làm trên của cơ quan thuế đúng hay sai? Và nếu như mà nó là sai thì kế toán sẽ phải làm những thủ tục gì để có thể đưa cái chi phí khấu hao tài sản trên
vào chi phí hợp lý. Các bạn hiểu rõ câu hỏi của cô chưa ạ? Đó. Bây giờ các em cứ thử suy luận xem. Yeah. Còn sau này thì sang đoạn sau á, thì cô sẽ phân tích với các em rằng quy định của luật thuế thì thế nào là một cái chi phí hợp lý. Thì lúc đấy cô sẽ đi rõ hơn các cái điều kiện. Nhưng bây giờ với ban đầu mình đọc một cái tình huống như vậy thì mình tự tự suy luận xem này, là mình sẽ xử lý nó vấn đề như trên như thế nào. Mẹ ơi, một số lễ hội nổi tiếng nhất đồng bằng Bắc Bộ là gì ạ? Một số lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ. Ví dụ như là chùa Hương. Gì ạ? Chùa Hương. Hội đi hội chùa Hương. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác.
Các bạn có câu trả lời chưa? Ai có câu trả lời? À, cô đã nhìn thấy bốn bạn rồi. Cô muốn nghe câu trả lời của Nguyễn Hồng Anh. Cô nghe thấy em nói không ạ? Cô nghe thấy em ạ. À, theo nghĩ thì việc làm của cơ quan thuế là đúng ạ. Ừ. À, tại vì cái tài sản cố định này thì được góp vốn nhưng mà lại đứng tên chủ sở hữu của ông Sơn mà không phải là tên chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nên phần chi phí khấu hao này thì sẽ không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ để sẽ không được tính vào phần chi phí hợp lý hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh để nghiệp xác định cái thu nhập tính thuế đúng không em? Dạ vâng ạ. Ừ. Và thế bây giờ nếu mà cô biết thì bây giờ có nghĩa là quyết định của thuế là đúng rồi. Thế bây giờ để những cái năm sau mà mình không bị bóc ra như vậy thì mình cần làm cái thủ tục gì? Kế toán sẽ kiểu phải đi kiểu chuyển quyền chuyển quyền sử dụng đất đúng không ạ? Vâng ạ. Okay, từ tên từ cá nhân của cá nhân sang cho doanh nghiệp ạ. Ok em, đó, và đấy chính là cái hướng xử lý giải quyết tốt và đúng đó. Đấy, như vậy các em sẽ thấy rằng là bây giờ khi mà mình làm kế toán thuế rồi thì đâu có phải là mình hiểu các cái kiến thức về thuế nữa đâu. Mà mình cũng sẽ phải biết được là các cái thủ tục đi kèm để mình có thể bảo vệ được cái quan điểm của mình là đúng hay sai. Đó, nếu như mà các em sai thì các em sẽ phải chắc chắn là các em phải tìm ra cái nguyên nhân đúng không ạ? Còn khi các em đã đúng rồi các em phải đưa ra được cái ý kiến để bảo vệ ý kiến của mình. Thì cái tình huống số 2 đúng là như vậy. Cái tình huống số 2 này sẽ liên quan đến những cái điều kiện để một cái khoản chi phí trở thành một cái khoản chi phí hợp lý theo quy định của luật thuế. Thì cô sẽ trao đổi với các em sau. Cái nội dung này cô mới đang chỉ đi vào cái góc độ là làm rõ với các em rằng là thuế thu nhập doanh nghiệp là gì đúng không ạ? Và để mà tính được nó thì chúng ta sẽ phải hiểu về đối tượng tính thuế, về người nộp thuế và những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái quá trình chúng ta xác định cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cô sẽ chuyển sang cái nội dung thứ tư trong cái phần tổng quan về thuế là hướng dẫn các em cách tính ra được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, hay nói cách khác là cách để chúng ta xác định được cái thu nhập tính thuế. Bởi vì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, người ta sẽ tính dựa trên cái thu nhập tính thuế và các mức thuế suất. Các mức thuế suất. Cho nên là chúng ta phải xác định được rất là rõ rằng là cái thu nhập tính thuế ở đây nó là thu nhập nào. Đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta tính ra được cái thu nhập gì ạ? Thu nhập tính thuế này. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái nội dung về cái thu nhập tính thuế. Nhá. Thế thì trong cái công thức, bây giờ cái ban đầu về công thức thôi, các em nhìn về ban đầu ạ, là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp này. Nó sẽ bằng là thu nhập tính thuế nhân về thuế suất này. Vậy thì có bạn hỏi cô là gì ạ? Là em lấy lợi nhuận kế toán em nhân với thuế suất thì có phải là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp không? Bởi vì trong cái môn nguyên lý kế toán và kế toán tài chính 1 các em làm bài tập thì các em thấy rằng là khi mà lập cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là các em cứ các em lấy toàn bộ cái lợi nhuận kế toán nhân với thuế suất đúng không ạ? Thì mà nhưng mà trong qua vài cái ví dụ vừa rồi cô mới đưa cho các em thì các em nhìn thấy rằng là cái thu nhập tính thuế nó khác với cái lợi nhuận kế toán. Và theo quy định của luật thuế, người ta tính nó trên thu nhập tính thuế. Trên tất cả những cái khoản thu nhập phải tính thuế chứ không phải là lợi nhuận kế toán. Cho nên là trong cái môn kế toán thuế này thì các em sẽ được giải quyết sâu hơn rằng là không phải cứ lấy lợi nhuận kế toán nhân về thuế suất để ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đâu. Mà cái lợi nhuận kế toán nhân về thuế suất ấy thì nó sẽ ra một cái chỉ tiêu có tên gọi, một cái khái niệm có tên gọi, đấy là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp đó, nó là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhưng theo quan điểm kế toán. Còn khi các em xác định nó theo quan điểm của luật thuế và cái nghĩa vụ của mình là phải nộp theo quan điểm của luật thuế thì chúng ta sẽ phải dựa trên cái thu nhập tính thuế. Chúng ta sẽ dựa trên cái thu nhập tính thuế nhỉ? Cho nên để tính được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật thuế có hai cái yếu tố cô cần trao đổi thêm với các em, đấy là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế và thuế suất, đúng không ạ? Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp rất là dễ bởi vì nó không chia quá nhiều các cái mức thuế suất. Nó chỉ có một cái mức nhóm thuế suất thông thường là 20% thôi. Và nó có một số cái thuế suất đối với cái nghề khai khoáng và dầu mỏ là quy định từ 32% đến dưới 50%.
Như vậy là sẽ có hai nhóm. Ngoài ra thì trong những cái trường hợp liên quan đến ưu đãi về thuế, ví dụ như là với cái doanh nghiệp mở rộng đầu tư trong cái lĩnh vực về phần mềm hoặc là trong những cái vấn đề về khai thác nông nghiệp, thì nó có một cái chính sách ưu đãi là miễn thuế trong vòng 5 năm đầu tiên và giảm 50% thuế trong những năm tiếp theo. Thì cái phần mức thuế suất này cô sẽ trao đổi ở phía sau và cũng yêu cầu các em phải đọc thêm nhé. Còn chúng ta trong cái quá trình mà cô chữa bài hoặc là thi của em sau này thì sẽ sử dụng cái mức thuế suất thông thường. Mức thuế suất thông thường, và mức thuế suất thông thường đấy là nó đang có tỷ lệ 20%. Đó, cho nên là tất cả các cái bài tập mà các em làm trước đây là các em cứ lấy 20% nhân với lợi nhuận kế toán, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhân với lợi nhuận kế toán như vậy nghĩa là chúng ta đang ngầm định rằng cái thu nhập tính thuế và lợi nhuận kế toán bằng nhau. Nó sẽ không có chênh lệch sự kế toán và thuế. Đó. Còn bài tập liên quan đến kế toán thuế này thì áp dụng với những cái nội dung cụ thể trên thực tế. Cho nên là cái thu nhập tính thuế nó có thể khác với cái lợi nhuận kế toán. Và cô dần dần trong cái phần sau thì cô sẽ chỉ cho các em cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân để tạo ra cái chênh lệch giữa hai cái chỉ tiêu này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách thức để mà xác định ra được cái thu nhập tính thuế nhé. Đó, xác định ra được cái thu nhập tính thuế. Thế thì cái thu nhập tính thuế được hiểu là cái phần thu nhập tham gia vào cái quá trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, nó được xác định ở cái công thức số 1. Công thức số 1 thì cho rằng là muốn tính được cái thu nhập tính thuế thì các em sẽ lấy thu nhập chịu thuế. Các em trừ đi những cái thu nhập miễn thuế. Bởi vì trong tổng cái thu nhập của doanh nghiệp, đúng không ạ, thì có những cái phần thu nhập được miễn thuế mà. Cho nên chúng ta lấy cái tổng cái thu nhập đó, chúng ta trừ đi những cái khoản thu nhập miễn thuế. Và chúng ta trừ đi những cái khoản lỗ được chuyển theo quy định của luật. Ở những cái năm trước mà cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ, cái thu nhập chịu thuế của năm trước âm đấy ạ, thì khoản lỗ đó chúng ta được chuyển vào những năm sau và trừ bớt trong cái thu nhập chịu thuế của những năm sau để tính ra được cái thu nhập tính thuế. Cho nên các em sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có hai cái trừ đi, đúng không ạ? Đấy, và đấy chính là nó lại gắn kết với cái việc lúc nãy của cô là gì ạ? Là trong cái quá trình mà các em lập cái báo cáo quyết toán thuế và ghi nhận cái vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì việc đầu tiên các em phải rà lại toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp. Cái thu nhập của doanh nghiệp này nó chính là các cái chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận kế toán trước thuế, hoặc là các em có thể rà trong toàn bộ cái phần liên quan đến gì ạ? Doanh thu, thu nhập khác mà doanh nghiệp đã ghi nhận trong sổ và trình bày trên báo cáo tài chính. Nhặt ra đâu là những khoản thu nhập miễn thuế, chúng ta phải trừ đi nhá. Chúng ta lại check lại xem cái kết quả kinh doanh của năm trước có bị lỗ không, và nếu lỗ rồi thì chúng ta sẽ chuyển lỗ trong năm nay là bao nhiêu. Cái việc chuyển lỗ ở đây, thời gian chuyển lỗ là 5 năm, và khoản lỗ này chuyển cho mỗi một năm tối đa không quá cái lãi của năm đó. Bởi vì mà chúng ta chuyển quá cái lãi của năm đó thì nó lại tạo ra công thức âm, không? Cho nên là người ta sẽ chỉ chuyển tối đa bằng cái khoản lãi của năm đấy thôi, và nếu như lỗ vẫn còn thì người ta lại tiếp tục chuyển sang năm sau, và thời gian chuyển lỗ không quá gì ạ, 5 năm. Thế thì có một số bạn thì nói với cô rằng ô cô ơi, khi mà em làm việc chuyển lỗ như này ấy, thì nó lại dẫn đến một cái trường hợp là nhiều năm sau lại vẫn lỗ, chưa chuyển lỗ, chưa trừ lỗ rồi kết quả năm sau đã lại lỗ rồi. Như vậy nó sẽ có là năm 1 lỗ, năm 2 lỗ, đúng chưa? Và năm 3 cũng lỗ. Thế thì khi mà chúng ta kết chuyển các khoản lỗ thì các em cũng tách theo từng năm, bởi vì mỗi một cái khoản lỗ nó phát sinh ở thời điểm khác nhau, cho nên là cái thời điểm để mà chúng ta trừ tối đa không quá 5 năm của từng khoản một nó cũng sẽ khác nhau. Đó, và người ta tách riêng biệt từng khoản lỗ ra, và thời gian chuyển lỗ tối đa của từng khoản là không quá 5 năm, chứ chúng ta không cộng gộp chung lại để mà tính đến một cái thời gian chung nhá. Như vậy là các bạn sẽ ra được cái công thức số 1 này. Bây giờ từ cái công thức số 1 này thì cái thu nhập miễn thuế làm thế nào để xác định được, thì cái này các em phải check trong luật thôi. Các em phải ra vào tất cả những cái mục liên quan đến thu nhập miễn thuế. Cái thứ hai liên quan đến lỗ thì các em sẽ xem vào cái kết quả của năm trước. Và chúng ta, cô xin lỗi một chút. Thì trong cái ba cái yếu tố để xác định cái thu nhập tính thuế thì cái khoản lỗ là các em sẽ dựa vào cái kết quả của năm trước, đúng không ạ? Các em có thể dựa vào cái tờ khai quyết toán thuế của năm trước,
hoặc em dựa vào hệ thống báo cáo nội bộ của doanh nghiệp, chúng ta sẽ lập một cái bảng tiết chuyển lỗ cho những cái năm sau. Và trong kế toán thì cái khoản lỗ này nó là một cái nguồn lực đem lại lợi ích kinh tế. Kết quả kinh doanh của chúng ta lỗ đấy, nhưng mà nó lại là một cái lợi ích kinh tế trong tương lai, bởi vì nó làm cho chúng ta được dùng nó để mà trừ vào cái thu nhập chịu thuế. Thì khi trừ vào cái thu nhập chịu thuế như vậy là rõ ràng cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong tương lai sẽ giảm đi. Cho nên là tại thời điểm hiện tại khi phát sinh các khoản lỗ, người ta sẽ ghi nhận giá trị của tài sản tương đương với khoản lỗ kết chuyển mà. Và chúng ta sẽ có một cái khoản mục để mà phản ánh giá trị khoản lỗ, đấy là tài sản thuế hoãn lại. Các em học trong kế 1 nhá, thì khi mà chúng ta bị lỗ là tất cả cái khoản lỗ đó các em kết chuyển về tài khoản 421, các em kết chuyển về bên nợ. Đúng không ạ? Lỗ thì chúng ta kết chuyển về bên nợ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ các em học cái môn này rồi, các em biết rằng là không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái khoản lỗ mà chúng ta ước tính rằng là nó có thể được dùng để trừ vào cái thu nhập chịu thuế trong tương lai ấy, thì chúng ta sẽ phải xác định cái giá trị của một cái khoản tài sản tương đương với 20% cái giá trị khoản lỗ mà chúng ta sẽ chuyển trong từng năm, và chúng ta sẽ có một cái tài sản, người ta sẽ gọi tên nó gọi là tài sản thuế hoãn lại. Và nó chính là cái tài khoản 243. Đó. Thế thì cái phần tài sản thuế hoãn lại sau khi mà chúng ta ghi nhận rồi thì chúng ta mới lấy khoản lỗ trừ cái tài sản thuế hoãn lại, thì phần lỗ thực sự còn lại chúng ta sẽ điều chỉnh giảm nguồn. Như vậy chúng ta mới kết chuyển về bên nợ của tài khoản 421. Khi các em xử lý ở kế 1 ấy, thì các thầy cô cũng ngầm hiểu rằng là có khoản lỗ này nhưng mà không ước tính rằng là có thể dùng nó vào việc xác định cái thu nhập tính thuế trong tương lai, cho nên là không có ghi nhận tài sản thuế hoãn lại, coi như là nó chưa chắc chắn, và vì vậy chúng ta kết chuyển hết, giảm hết nguồn vốn của doanh nghiệp. Đó. Nhưng mà khi mà đã học tới đây rồi thì các em biết rằng là cái khoản lỗ ở đây nó có thể không kết chuyển hết về tài khoản 421. Nếu như chúng ta đánh giá rằng có những cái khoản lỗ chúng ta sẽ dùng nó để mà trừ vào cái thu nhập chịu thuế trong tương lai, thì chúng ta sẽ phải tách riêng nó ra và chúng ta sẽ ghi nhận nó là giá trị tài sản. Cái phần liên quan đến kế toán lỗ này, kế toán chênh lệch thì cô sẽ chuyển sang cái nội dung của buổi thứ hai. Hôm nay cô chỉ giải thích trong cái công thức để mà xác định theo quy định của luật thuế thôi. Bây giờ các em nhìn vào cái công thức thứ hai nhé. Thì các em nhìn thấy rằng để ba cái yếu tố để tính thu nhập tính thuế, thì còn lại cái thu nhập chịu thuế là chúng ta sẽ phải hiểu kỹ hơn này nhá. Thì cái thu nhập chịu thuế nó được hiểu là cái phần thu nhập được tính dựa trên chênh lệch của doanh thu và chi phí cộng với các khoản thu nhập khác. Có nghĩa là gì ạ? Là cái thu nhập chịu thuế ở đây nó sẽ bao gồm tất cả những cái khoản thu nhập còn lại từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và những cái hoạt động khác của doanh nghiệp. Nó không bao gồm những khoản thu nhập mà chúng ta được miễn thuế hoặc những khoản lỗ. Thế thì cái kết quả từ hoạt động kinh doanh ấy, thì cái thu nhập của nó chính là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của hoạt động kinh doanh. Đó. Còn cái hoạt động khác thì nó sẽ liên quan đến những cái khoản thu khác mà chúng ta đã trừ những khoản chi phí khác rồi. Thì các bạn sẽ có được các khoản thu khác ở đây. Đúng không ạ? Và trong quy định của luật này thì cái thu khác ở đây không phải chỉ có bao gồm cái tài khoản 711 trong kế toán các em nhé. Cái khái niệm thu khác ở đây không chỉ bao gồm cái tài khoản 711 và 811 đâu. Cô xin lỗi nhé.
Vậy thì ở cái công thức thứ hai các em nhìn á, là để xác định được cái thu nhập chịu thuế này thì chúng ta sẽ phải xác định được cái doanh thu mà theo quan điểm của thuế, chứ không phải thành doanh thu theo quan điểm của kế toán nhé. Chúng ta phải ra tất cả cái quy định của luật thuế và chúng ta xác định ra cái doanh thu tính thuế. Cái chi phí được trừ là theo quy định của luật thuế. Và cộng với, bởi vì khi mà chúng ta tách doanh thu và chi phí ở đây thì nó sẽ liên quan đến cái hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Vậy thì có thể có những cái khoản thu nhập từ những cái hoạt động khác, người ta gom hết vào một cái nhóm ở đằng sau đấy, là các khoản thu nhập khác. Đó, các khoản thu nhập khác. Thế thì những cái khoản thu nhập liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, người ta yêu cầu là phải kê khai riêng theo từng lần phát sinh cái hoạt động bán hay là chuyển nhượng bất động sản. Cho nên là trong cái thu nhập chịu thuế ở đây, trong cái thu nhập chịu thuế ở đây này, thì các em sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ gắn với cái hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh thôi. Còn cái thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì chúng ta kê khai riêng rồi. Và chúng ta sẽ có tờ gì ạ? Tờ khai riêng. Chúng ta sẽ có tờ khai riêng về nó. Rồi liên quan đến, vậy thì cái thu nhập khác ở đây nó sẽ còn là những cái thu nhập gì? Nó sẽ là những cái thu nhập liên quan đến vốn, chuyển nhượng vốn. Ví dụ như doanh nghiệp này bỏ vốn để hoạt động đầu tư thì nó có được cái tiền chênh lệch giữa việc bán cổ phiếu, đúng không ạ? Cái chênh lệch trên cái sàn chứng khoán nó có được, hoặc là cái việc mà nó chuyển những cái tài sản cố định, nó có được khoản những khoản thu nhập gì ạ? Thu nhập khác. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa vào cái yếu tố thứ ba. Cô nhấn mạnh là cái khái niệm thu nhập khác theo quan điểm của thuế khi phân loại nó sẽ khác với khái niệm thu nhập khác trên tài khoản 711 của kế toán nhé. Của kế toán. Đó, cho nên là bây giờ thu nhập khác là cái gì thì về nhà đọc thêm cho cô trong luật quản lập luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Buổi hôm nay thì cô sẽ làm rõ với các em doanh thu và chi phí thế nào là được trừ và thế nào là tính thuế. Thế nào là tính thuế. Đấy, và như vậy thì cái phần thu nhập khác thì yêu cầu các em tự gì ạ? Tự đọc thêm. Và các em hiểu rằng là gì ạ? Là cái quá trình chúng ta tính thuế của doanh nghiệp thì chung toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng riêng với chuyển nhượng bất động sản ấy thì chúng ta sẽ lập tờ khai riêng. Vậy thì cái tờ khai mà cô hướng dẫn với các em đó là tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó có đi vào chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng mà nó lại xác định toàn bộ tổng thuế của doanh nghiệp, mà trong đấy có những khoản thuế chúng ta đã nộp rồi, ví dụ như khoản liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. Vì vậy chúng ta sẽ phải tách riêng những khoản thuế đã nộp của hoạt động bất động sản và trừ vào trong tổng cái số thuế phải nộp còn lại trên cái tờ khai quyết toán thuế. Thì sau này khi mà vào cái phần tờ khai quyết toán thuế thì cô cũng nhấn mạnh lại cái điểm đấy sau. Để các em lưu ý rằng là khi các em mở cái phần mềm HTKK ra thì trong cái tờ khai về thuế thu nhập doanh nghiệp, tại sao lại có cả những cái tờ khai liên quan đến chuyển nhượng bất động sản? Nó có cái yêu cầu việc lập cái tờ khai và báo cáo riêng. Chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề thứ nhất là vấn đề về doanh thu. Vấn đề về doanh thu ạ. Thì doanh thu để tính thuế thu nhập đó là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ, bao gồm kể cả những khoản trợ giá phụ thu mà cơ sở kinh doanh này được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền. Vậy thì với cái khái niệm liên quan đến doanh thu ở trên ấy, thì các em lại xem xét xem là bây giờ mình đưa ra cái khái niệm liên quan đến doanh thu theo quan điểm của kế toán thì thế nào? Thì cái khái niệm về doanh thu nó sẽ được thực hiện trong VAS số 14, 15, đó là cái chuẩn mực về thu nhập, doanh thu thu nhập và chuẩn mực về hợp đồng xây dựng. Nó sẽ gắn kết các cái vấn đề liên quan đến doanh thu. Và ở đó thì nó đưa ra một cái khái niệm chung rằng doanh thu chính là cái số tiền mà doanh nghiệp, cái doanh thu chính là cái lợi ích mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp thì người ta gọi là doanh thu. Và những cái khoản thu nhập, những cái khoản lợi ích thu được từ các cái hoạt động khác của doanh nghiệp thì người ta gọi là thu nhập khác. Đó, các em thấy rằng đây chính là cái quan điểm của kế toán khi các em học xuyên suốt từ nguyên lý kế toán đến kế toán tài chính 1, đúng không ạ? Và cái thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm cái gì? Bao gồm có thu nhập từ bán tài sản cố định, thu nhập từ việc vi phạm hợp đồng kinh tế,
vi phạm hợp đồng kinh tế. Đó. Và một số các khoản thu nhập khác nữa theo quy định của luật kế toán. Thế nhưng cái khái niệm liên quan đến thu nhập khác trong quan điểm của thuế thì lại có cái điểm khác rồi. Và các em có thể đọc cho cô trước trong cái gì ạ? Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì từ cái khái niệm này ấy, thì cái biểu hiện của lợi ích mà mình thu được, doanh nghiệp thu được thì chính là tiền. Chính là tương đương tiền mà doanh nghiệp thu được từ cái quá trình cung cấp cái hàng hóa dịch vụ cho khách. Cho nên khi các em tham chiếu với cái khái niệm của thuế thì bản chất nó hoàn toàn giống nhau. Các em nhìn ạ, các em đến so sánh mà xem rất là giống nhau đúng không ạ? Nó là toàn bộ tiền bán hàng này, tiền cung ứng dịch vụ này, kể cả trợ giá phụ thu phụ trội mà đơn vị kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Cái từ trợ giá hay là phụ thu hay phụ trội ở đây nó liên quan đến cái hoạt động ở doanh nghiệp mà nó phải thực hiện cái chức năng bán đúng giá theo quy định của nhà nước. Ví dụ như là thằng Viettel, nó cung cấp các cái dịch vụ cho hải đảo và cho người dân miền núi. Đó, thì để hỗ trợ cái chính sách về giá thì chính phủ yêu cầu là các cái dịch vụ của Viettel khi bán và cung cấp cho những người dân ở vùng này thì sẽ bán giá thấp. Cái phần mà chênh lệch giữa cái giá bán mà nó đang cung ứng trên các cái thị trường khác với cả cái giá mà nó bán cho những cái vùng đặc biệt như vậy thì chính phủ sẽ trợ giá, sẽ trả lại. Đó, và như vậy thì các em thấy rằng là thế thì đối với thằng Viettel thì doanh thu của nó là cái gì? Là số tiền mình thu được từ khách hàng và kèm theo đó là số tiền mình thu được từ cái việc trợ giá của chính phủ. Đấy là khái niệm về gì ạ? Về doanh thu, đúng không ạ? Và đấy cũng chính là lợi ích kinh tế mà nó thu được. Thế thì cho nên là khi các em so sánh cái khái niệm về doanh thu giữa thuế và kế toán thì các em nhìn thấy là nó giống nhau. Và nó cũng đều thực hiện cái nguyên tắc cơ sở là gì ạ? Cơ sở dồn tích. Không phân biệt đã thu được tiền hay là gì ạ? Hay chưa thu được tiền. Hoàn toàn theo nguyên tắc cơ sở gì ạ? Cơ sở dồn tích. Đấy. Thế thì cái vấn đề liên quan đến doanh thu theo quan điểm của thuế và kế toán ấy, thì nó có điểm gì khác biệt? Nó có điểm gì khác biệt? Thì ở đây cô có ba cái câu hỏi liên quan để các em có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt về doanh thu giữa kế toán và thuế. Cái câu hỏi thứ nhất là cô muốn các em tìm hiểu cho cô cái thông tin, cái quy định trong luật thuế. Trường hợp mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và sẽ thu tiền trước của khách hàng nhiều lần. Nhá. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này và thu tiền trước cho nhiều năm. Thì quy định hiện nay của thuế, doanh thu tính thuế là gì? Tìm cho cô trường hợp đó. Trường hợp thứ hai là trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu tiền bằng ngoại tệ. Có nghĩa là chúng ta bán hàng và chúng ta thu bằng ngoại tệ chứ chúng ta không thu bằng Việt Nam đồng. Vậy thì doanh thu của chúng ta có cần phải quy đổi ra Việt Nam đồng không để tiến hành tính thuế? Hay là thuế của chúng ta nộp trên ngoại tệ? Trên cái giá niêm yết là giá gì ạ? Ngoại tệ. Và vấn đề thứ ba là gì ạ? Là cái thời điểm để xác định cái doanh thu tính thuế nó là thời điểm nào? Khi nào thì chúng ta sẽ phải khai báo cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hôm trước thì trong cái chương thuế giá trị gia tăng thì cô có trao đổi là gì ạ? Là cái thời điểm chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng, chúng ta khai báo cái doanh thu tính thuế giá trị gia tăng chính là cái thời điểm khi chúng ta chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho khách. Chúng ta hoàn tất cái việc là gì ạ? Là chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho khách và nó cũng chứng trùng với cái thời điểm phát hành hóa đơn. Các em còn nhớ lại ở cái chương thuế giá trị gia tăng cô đã trao đổi khá kỹ ở đấy đúng không ạ? Thế bây giờ đối với cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì theo quy định của luật nó là thời điểm gì? Đấy. Ba câu hỏi này cô sẽ dành thời gian cho các em nghiên cứu trong vòng là 7 phút. Hiện nay 11 đồng hồ cô là 11:23. 11:30 cô sẽ trao đổi. Muốn trả lời được những cái câu hỏi trên của cô ấy, các em cũng đọc là trong luật thuế thôi. Các em sẽ search đến cái vấn đề về doanh thu á. Cái nội dung quy định về doanh thu tính thuế là các em sẽ ra được.
Thưa cô, là đối với trường hợp thứ nhất là trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho điều 5 thì em căn cứ vào điều 3 của thông tư 96 năm 2015 là đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ một số trường hợp đã quy định ở thông tư 78/2014. Ok em, đúng rồi đúng không ạ? Và như vậy nó sẽ là dựa trên cái khối lượng dịch vụ mà đã cung ứng từng từng lần một đúng không? Từng phần để nó tiến hành ghi nhận doanh thu. Nhưng mà nó lại có một số cái trường hợp đặc biệt được quy định trong cái thông tư 78. Thế thì cái quy định đặc biệt trong cái thông tư 78 đấy là quy định gì? Thì cô nốt luôn ở phía dưới với các em nhé, và nó sẽ là tạo ra chênh lệch giữa kế toán và thuế. Cái quy định ở đây nó sẽ liên quan đến cái hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản và thu tiền nhiều kỳ. Đó, có nghĩa là nếu như những cái dịch vụ khác mà như như bạn Linh chia sẻ là người ta sẽ dựa trên cái khối lượng dịch vụ được hoàn thành của từng đợt để mà chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu. Thế nhưng riêng với cái dịch vụ mà cho thuê tài sản và thu tiền nhiều kỳ ạ, nhiều kỳ thì doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai hình thức khai báo doanh thu tính thuế. Cái hình thức thứ nhất đó là gì ạ? Là theo tổng số tiền nhận trước từng kỳ, nhận trước. Cái thứ hai là gì ạ? Theo số tiền phân bổ từng kỳ. Đấy, và các em nhìn thấy nó có một cái quy định trong cái hoạt động cho thuê tài sản. Riêng cái việc cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản ấy thì nếu như nhận trước của nhiều năm thì khi mà khai báo doanh thu tính thuế, mình có thể dựa trên tổng số tiền nhận trước hoặc là mình dựa trên cái số tiền phân bổ của từng kỳ. Thế thì khi mà mình lựa chọn là phân bổ theo từng kỳ ấy, thì rõ ràng giữa doanh thu của kế toán nó sẽ bằng với doanh thu của thuế. Bởi vì nó đều là cái số tiền mà tương ứng với lợi ích của từng kỳ đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà doanh nghiệp này lại khai báo cái doanh thu tính thuế theo tổng số tiền nhận trước thì doanh thu của kế toán sẽ nhỏ hơn doanh thu của thuế. Doanh thu của kế toán theo nguyên tắc cơ sở dồn tích kiếm học luôn luôn dựa trên cái tính phù hợp và cái tính gì ạ? Hoàn thành tương ứng với cái khối lượng công việc mình đã làm trong cái kỳ đó. Cho nên là gì ạ? Số tiền nhận trước của nhiều kỳ mình phải tách thành doanh thu chưa thực hiện và phần doanh thu thực hiện của trong trong một kỳ. Còn nếu bây giờ mình khai báo tất cả là doanh thu tính thuế thì rõ ràng nó sẽ lớn hơn doanh thu của kế toán và nó tạo ra chênh lệch giữa kế toán và thuế ở đây. Cô riêng cái phần này cô nhấn mạnh như vậy thì Nhàn có hiểu không Nhàn? Không có. Nhá. Như vậy thì các em sẽ nhìn thấy rằng là cái doanh thu để mà xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nó có một cái điểm đặc biệt trong cái quy định về việc cho thuê tài sản. Cô muốn nghe cái câu trả lời tiếp theo không, Linh ơi? Đấy là vấn đề liên quan đến ngoại tệ. Em thưa cô, về ngoại tệ thì trường hợp phát sinh doanh thu thì trường hợp phát sinh doanh thu giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư số 200 ạ. Ok, cô cũng cảm ơn Linh. Đấy là câu trả lời đúng. Thế thì theo hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến cái ngoại tệ thì nó sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng tỷ giá thực tế. Và tỷ giá thực tế đấy là tỷ giá thực tế tại thời điểm chúng ta phát sinh cái việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách. Và nó sẽ dựa trên những cái tỷ giá do các ngân hàng mà chúng ta có những cái giao dịch về ngoại tệ tại thời điểm đó để ghi nhận. Thì người ta sẽ ra được cái tỷ giá ngoại tệ dùng để quy đổi đồng ngoại tệ về về Việt Nam đồng, và ra được Việt Nam đồng rồi chúng ta mới nhân về thuế suất để ra được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cho câu hỏi câu cuối cùng là theo quan điểm của em thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế theo luật thuế là thời điểm nào? Em thưa cô là sẽ chia thành 4 trường hợp là đối với hoạt động bán hàng thì là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sử dụng hàng hóa cho người mua, còn đối với hoạt động dịch vụ thì như đã nêu ở bên trên, còn đối với hoạt động vận tải hàng không thì sẽ là thời điểm hoàn thành việc sử dụng dịch vụ vận chuyển cho người mua, và trường hợp thứ tư là trường hợp khác theo quy định của pháp luật ạ. Ok. Và như vậy thì cái này Linh đang trích dẫn ở trong cái điều bao nhiêu của luật? Em Trong đang trích điều dẫn bao nhiêu trong cái văn bản mà em đang đọc? Em hướng dẫn ở điều 3 thông tư 96/2015.
thông tư 96 năm 2015 nha. Và đấy chính là câu trả lời đúng các bạn. Các em về nhà đọc cho cô thì các em sẽ nhìn thấy là cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế thông thường nó là cái thời điểm đã hoàn tất việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Kể cả thằng hàng viện hàng hàng không thì cũng là cái thời điểm mà đã hoàn thành cái việc cung ứng dịch vụ. Thế nhưng mà chúng ta có cái trường hợp liên quan đến cho thuê tài sản này và chúng ta được lựa chọn hai cái hình thức, cho nên là sẽ kéo theo thêm sự khác biệt về thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu như mà anh nhận trước tiền của khách và anh ghi nhận doanh thu tính thuế thì thời điểm ghi nhận doanh thu lúc này là thời điểm anh nhận được toàn bộ số tiền đó, chứ không phải là thời điểm anh hoàn tất cái việc cung ứng hàng hóa và gì ạ, dịch vụ, đúng không? Còn nếu như mà anh ghi nhận doanh thu theo từng lần phân bổ thì ở cái kỳ đầu tiên thời điểm ghi nhận doanh thu của anh có thể là cái thời điểm anh nhận được tiền của khách và anh phân bổ nó ra theo từng kỳ, nhưng nó cũng có thể không trùng với cái thời điểm anh hoàn tất cái kỳ ngày cuối cùng để anh hoàn tất cái việc cung ứng dịch vụ. Những cái kỳ sau thì thông thường là người ta sẽ dựa đến thời điểm cuối kỳ, người ta đánh giá lại xem là cái dịch vụ mình đã cung cấp đầy đủ chưa trong từng kỳ chưa, và người ta tiến hành ghi nhận doanh thu. Cũng tương ứng những trường hợp như vậy thì nó sẽ tiến hành phát hành hóa đơn, và như vậy thì nó sẽ tiến hành phát hành hóa đơn đó, bởi vì nó sẽ phản ánh được cái hàng hóa dịch vụ mình cung ứng. Lúc này mình đứng ở góc độ của người bán mà mình đánh giá rằng là hàng hóa dịch vụ mình đã hoàn thành rồi thì mình bàn giao chuyển giao cho khách rồi, và như vậy mình sẽ phải tiến hành phát hành hóa đơn. Thì ở đó các em sẽ nhìn thấy là trong từng trường hợp cụ thể thì doanh thu, cái thời điểm để xác định cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ bằng và nó sẽ trùng với doanh thu của kế toán, nhưng nó cũng sẽ có trường hợp không giống hoặc là không trùng với thời điểm ghi nhận. Thì cô đã phân tích ở những cái quy định về doanh thu qua bạn Linh đã chia sẻ rồi, thì cô sẽ chốt lại được cái vấn đề về thảo luận doanh thu ở đây. Các em có câu hỏi gì trong cái phần cô vừa trao đổi không? Các em có câu hỏi gì không ạ? Như vậy không có câu hỏi gì nhá, thì chúng ta sẽ đi sang nội dung khác. Và trên màn hình thì cô đang để cái quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu đấy ạ. Các em có thể check trong cái văn bản của năm 2015 mà bạn Linh đã trao đổi, đấy là gì ạ? Đấy là cái thông tư 96. Còn các em có thể trước cái thời điểm đấy thì các em có thể check trong cái thông tư 78 và thông tư 119 của năm 2014. Nó sẽ quy định những cái trường hợp gì ạ? Đặc biệt. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ dòng xong được cái thời điểm cũng như là cái cách xác định giá trị của doanh thu tính thuế. Văn bản mới hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, người ta không dùng cái cụm từ là thời điểm ghi nhận doanh thu đó là thời điểm lập hóa đơn nữa. Kể cả thuế giá trị gia tăng thì người ta nói rằng thời điểm ghi nhận thuế giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng vậy. Và rồi đó, sau đó thì cô nói rằng là khi xem xét đến cái thời điểm lập hóa đơn thì nó cũng sẽ là cái thời điểm khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, cho nên là nó sẽ trùng nhau, nhưng mà người ta không dùng cái cụm từ là dùng cái thời điểm lập hóa đơn để mà xác định doanh thu tính thuế nữa, bởi vì lúc đấy nó mang tính chất, người ta nói rằng là như thế nó mang tính chất hình thức quá, và có thể xảy ra những cái trường hợp doanh nghiệp lại lập hóa đơn trước cái thời điểm mà hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thì sao. Cho nên là ở đây thì quay trở lại, người ta bỏ đi cái quy định liên quan đến thời điểm xác định doanh thu là thời điểm lập hóa đơn, mà người ta gắn với cái cụm từ là hoàn thành việc chuyển giao hàng hóa, hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, thì đấy chính là thời điểm gì ạ? Thời điểm ghi nhận doanh thu. Thế thì với cái thời điểm này nhấn mạnh như vậy thì em thấy rằng so với cái chuẩn mực kế toán thì nó cũng như vậy. Chuẩn mực kế toán cũng quy định rằng đó là cái thời điểm mà chúng ta phải hoàn thành việc cung ứng, đúng không ạ? Chúng ta phải chuyển giao cái hàng hóa cho khách. Cho nên là về cơ bản thì cái quy định về thời điểm, về nguyên tắc ghi nhận doanh thu và cái khái niệm doanh thu giữa kế toán và thuế nó không trùng nhau. Nó sẽ có một cái điểm khác biệt ở vấn đề liên quan đến quy định của cái dịch vụ cho thuê tài sản và thu tiền trước nhiều kỳ. Thì các bạn có thể hỏi cô rằng là tại sao lại khác, tại sao thuế lại quy định khác như vậy ở cô? Thì các em sẽ nhìn thấy là với cái quan điểm phương diện của thuế đó, là thu tiền thuế, thì tôi đồng ý luôn, bởi vì nếu mà anh có nộp luôn tất cả cái khoản thuế trên cái tổng cái doanh thu mà anh nhận được ạ, tổng số tiền anh nhận được thì càng tốt cho tôi, bởi vì tôi sẽ thu được luôn tiền thuế tại thời điểm đó. Cho nên là tôi cho phép anh lựa chọn gì ạ? Một trong hai trường hợp để ghi nhận. Và cũng một số cái doanh nghiệp thì tại sao người ta lại lựa chọn cái hình thức là khai báo theo tổng số tiền nhận được? Bởi vì người ta thấy rằng là nếu mà khai báo theo tổng số tiền nhận được thì cái công việc của kế toán tiếp cận với việc khai báo doanh thu nó chỉ mất một lần thôi.
đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà phân bổ theo từng từng lần á, thì có nghĩa là cứ mỗi một kỳ chúng ta lại phải quan tâm lại xem là chúng ta phân bổ là bao nhiêu. Cho nên là người ta cũng sẽ phải mất thời gian để theo dõi. Và vì vậy thì có một số trường hợp cụ thể người ta sẽ lựa chọn luôn cái hình thức khai báo theo tổng số tiền nhận được. Và kèm theo đó thì có những cái khách hàng khi mà trả cái tiền mua hàng mà trả cái tiền mua hàng và nhận dịch vụ của nhiều kỳ ấy, họ cũng mong muốn là nhận luôn được hóa đơn của tất cả để trên cơ sở đấy người ta khấu trừ toàn bộ luôn tại một cái thời điểm chuyển tiền. Thế thì cái này thì dựa trên cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thì người ta có thể lựa chọn một trong hai hình thức. Cô sẽ đi vào cái một số cái quy định khác về thời điểm ghi nhận doanh thu. Đấy là cái mà lúc nãy bạn Linh có chia sẻ rằng là gì ạ? Là trong những cái trường hợp về dịch vụ á, hoặc là những cái trường hợp mà chuyển giao cái hàng hóa dịch vụ khác thì nó có thể có những cái quy định chi tiết hơn, khác hơn nằm ở trong cái thông tư 78 hoặc là thông tư 119 mà cô trao đổi. Thì quy định này nó sẽ bao gồm 15 trường hợp. Và các em có thể đọc luôn trong văn bản hợp nhất cho cô. Thì ở đây nó sẽ có một số cái trường hợp cô đang để trên cái màn hình. Đấy là cái trường hợp liên quan đến bán theo phương thức trả chậm trả góp. Thì cái thời điểm ghi nhận doanh thu lúc này đó là thời điểm chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho khách, chứ không phải là thời đợi đến khi thời điểm mà chúng ta hoàn tất toàn bộ cái việc thu tiền từ cái hợp đồng trả chậm trả góp. Cái này cũng giống trong kế toán. Và cái doanh thu tính thuế cũng chính là cái số tiền thu được theo hình thức trả tiền ngay. Đối với trường hợp thứ hai là trường hợp liên quan đến trao đổi. Đó, cái trao đổi ở đây là trao đổi hàng hóa dịch vụ, lấy hàng hóa dịch vụ khác của một đơn vị khác, chứ không phải là cái quá trình chúng ta trao đổi để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cô lấy ví dụ, một cái doanh nghiệp may mặc nó có 3 nhà máy. Một nhà máy chuyên sản xuất vải, một nhà máy chuyên cắt và một nhà máy chuyên may. Thế thì cái việc mà chuyển giao cái hàng hóa từ các cái nhà máy này cho nhau á, người ta gọi đấy là cái quá trình tiếp tục của một cái quy trình sản xuất. Và rõ ràng nó chưa liên quan đến vấn đề về doanh thu. Bởi vì cái doanh thu nó sẽ liên quan đến số tiền mà chúng ta nhận được từ việc chúng ta bán hàng và chuyển giao hàng cho khách. Cái khái niệm khách ở đây nó cũng rất là rõ ràng. Đó. Thế thì cái quy định liên quan đến cái hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi thì về nhà đọc cho cô trong luật. Tất cả những cái mà cô bảo đọc nhé, là đọc và tìm ra cho cô câu trả lời nhá. Ví dụ trao đổi tương tự hay trao đổi không tương tự thì cái nào ghi nhận doanh thu, cái nào không ghi nhận doanh thu, cái nào phát hành hóa đơn, cái nào không phát hành hóa đơn. Đối với cái hoạt động gia công hàng hóa thì đây chính là cái hoạt động mà doanh nghiệp sẽ đứng ra nhận sản xuất một cái lô hàng nào đó theo cái mẫu thiết kế của khách hàng và chúng ta sẽ được nhận được cái phí gia công. Bởi vì trong cái hoạt động gia công có thể là nguyên liệu chúng ta không phải mua mà khách hàng sẽ chuyển toàn bộ nguyên liệu đến cho doanh nghiệp. Cho nên cái phần hoạt động gia công ở đấy nó sẽ tương ứng với cái dịch vụ mình cung cấp, cái sức lực của người lao động để mà hoàn tất cái quá trình hoàn thành hàng hóa. Thì thời điểm mà ghi nhận doanh thu nó cũng chính là cái thời điểm khi mình hoàn thành cái dịch vụ này thôi. Đúng không? Còn đối với cái hoạt động đại lý ký gửi thì cô đã phân tích khá là kỹ trong cái chương thuế giá trị gia tăng. Đối lúc này chúng ta sẽ tách ra hai bên, một bên là bên giao đại lý thì nó sẽ ghi nhận doanh thu của hàng hóa và nó ghi nhận khi mà cái hàng hóa dịch vụ bán đúng giá đó đã được bên nhận đại lý thông báo rằng là tiêu thụ. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu. Còn nếu đứng ở vai trò của người nhận đại lý thì mình sẽ ghi nhận doanh thu là hoa hồng được hưởng khi mình đã hoàn tất các cái thủ tục tiêu thụ hàng và lập các cái bảng kê đối chiếu thỏa thuận với cả bên giao. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu. Đối với cái hoạt động cho thuê tài sản thì chúng ta sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu một trong hai trường hợp. Nó sẽ có hai cái thời điểm tiến hành ghi nhận doanh thu là tại thời điểm chúng ta thu tiền trước và chúng ta khai báo doanh thu tất cả theo số tiền nhận được, hoặc là thời điểm định kỳ chúng ta sẽ dựa trên số tiền phân bổ của từng kỳ để tiến hành ghi nhận doanh thu. Thì ở đấy nó sẽ có những cái trường hợp đặc biệt, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái trường hợp đặc biệt theo quan điểm của cô là luật người ta diễn giải ra nó cho nó chi tiết thôi. Còn lại các em hoàn toàn là có thể bám vào cái nội dung bản chất, cái chung nhất mà cô vừa phân tích ở phần đầu là chúng ta có thể giải quyết được và xử lý được những cái trường hợp như vậy. Buổi học hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây. Các em sẽ nghỉ này. Nhưng tuy nhiên các em nhớ rằng là gì ạ? Là có những cái nội dung cô yêu cầu phải đọc và cái đấy phải mất thời gian để check lại. Check xong đó thì viết cho mình những cái câu trả lời, cái key trả lời ấy, trên một cái list danh sách nào đó. Và cái cách học như vậy nó sẽ rất là hiệu quả. Cô không có thời gian để mà
giải đáp tất cả được, nhưng cô đã chỉ cho các em con đường để đi tìm được cái lời giải đáp rồi, thì các em sẽ chịu khó phải làm thêm, thì kiến thức của các em sẽ dần dần lên nhá. Các em có câu hỏi gì không trước khi mà chúng ta out ra ngoài đi ạ? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Không ạ. Okay, vậy thì buổi hôm nay nghỉ đi nhé. Bye bye các em. Em chào cô ạ. Nhớ đọc hết slide nhé. Đọc trước slide, đọc hết slide đi ạ.